Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương. Nè, con đã biết tin gì chưa? Nhà họ Bùi có người đỗ tiến sĩ, tổ chức đón rước rầm rộ, còn dựng rạp mời cả làng tới ăn khao. Bảo sao khi nãy con về thấy đường làng đông như trấy hội. Con hãy mau vào thay bộ quần áo cho tươm tất, rồi mẹ con ta sang đó. Người trong làng đã sang cả rồi. Chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ non sông, vậy mà con chưa làm được bằng người. Đi mừng như vậy chỉ khiến con thêm hổ thẹn trong lòng. Bà con tránh sang một bên để Hưng Đạo Dương dẫn quân sĩ đi qua nào. Tướng quân sắp tới nơi rồi, còn không mau dẹp mấy cái sọt sang một bên đi. Lại còn giả câm giả điếc, để xem ngươi có còn cứng đầu cứng cổ được đến bao giờ nữa. Là người hay là ma thế này? Đâm đến nỗi bị thương như vậy mà vẫn ngồi ung chuông đan sọt, không một tiếng kêu la. Có chuyện gì mà mọi người xúm đông xúm đỏ vào thế này? Thưa tướng quân, người này quá thật khác thường. Hắn nhất định không chịu dẹp đường cho quân đi, nên thần buộc phải đâm mũi giáo vào chân hắn. Vậy mà hắn vẫn ngồi điềm nhiên đan sọt như vậy, không có chuyện gì xảy ra. Nhà ngươi tên là gì? Bị giáo đâm như vậy mà vẫn ngồi im là cớ làm sao? Thưa đức ông, hạ dân họ Phạm, tên Ngũ Lão, vì mãi nghĩ mấy câu trong binh thư nên không để ý đến xung quanh. Mong đức ông xá tội cho. Khả năng tập trung của ngươi quả thật đáng khâm phục. Nhà ngươi hãy mau lấy thuốc đắp vết thương cho người này để cầm máu. Người này có khẩu khí không thể xem thường, nếu biết trọng dụng chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn đấy. Nhà ngươi ở nơi thôn giả có biết quân Nguyên Mông sắp tiến đánh đại việt ta hay không? Dạ bẩm, từ lúc nghe tin quân giặc lâm le xâm lược nước ta lần nữa, không ngày nào thần không cùng trai tráng trong vùng luyện tập võ nghệ. Những Mông có dịp đầu quân đánh đuổi giặc Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi. Thấy người tỏ rõ chí khí như vậy, ta rất mừng. Quân dân đoàn kết trên dưới một lòng thì dù quân Nguyên Mông có mạnh tới đâu cũng không thắng nổi. Sau một hồi trò chuyện, nhận thấy Phạm Ngũ Lão am hiểu tường tận về cách dùng binh, Hưng Đạo Dương không khỏi nể phục trong lòng. Hiện ta đang chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Này ta muốn ngươi về giảng kiếp, giúp ta huấn luyện quân lính, ngươi thấy có được không? Được đức ông trọng dụng như vậy, hạ dân nào còn mong muốn gì hơn. Hiểm nổi còn mẹ già ở nhà, xin đức ông cho hạ dân về thu xếp việc nhà rồi lên trình đức ông sau. Một thời gian sau, Phạm Ngũ Lão khăn gói lên đường tìm đến quân doanh của Hưng Đạo Dương. Tại đây, ông được Hưng Đạo Dương tiến cử lên triều đình với chức cai quản quân cấm vệ. Thật không hiểu Hưng Đạo Dương nghĩ gì nữa. Một tên nhái vô danh tiểu tốt, bỗng dưng được nhấc lên làm cai quản đội quân cấm vệ. Chưa kể xuất thân của hắn cũng chỉ là nông dân mà thôi, có gì hơn chúng ta cơ chứ. Ở dưới trướng một người thấp kém như vậy, tôi thấy thật không phục chút nào cả. Thank you.
tay không mà địch nổi mấy chục người. Quả thật không thể khinh thường. Cuối tháng 1 năm 1285, giặc Nguyên Mông do Thoát Hoàng dẫn đầu xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Lần này chúng huy động lực lượng lên tới hàng chục vạn quân, bao gồm lục quân từ phía Bắc tiến xuống và thủy quân từ mặt trận Kim Thành ở phía Nam lên hỗ trợ. Giai đoạn đầu với số lượng quân áp đảo, giặc Nguyên hung hãn đánh bại quân ta ở nhiều mặt trận, buộc triều đình nhà Trần phải rút về Thiên Đường, Nam Định và Trường Yên, Ninh Bình. Thưa chủ tướng, thế giặc lúc này còn mạnh, nếu cứ tiếp tục giao tranh sẽ chỉ chuốc thêm thiệt hại nặng nề. Tạm thời cho lui binh, đợi thời cơ thuận lợi, ta sẽ tiến hành phản công. Thưa chủ tướng, hiện đang bắt đầu vào hè, quân Nguyên không hợp thời tiết oi bức mưa nhiều, nên quân sĩ ốm bệnh nhiều không kể xiết. Chưa kể lương thực bị thiếu, khiến nhuệ khí của chúng tiêu tan phần nào. Đây là thời cơ tốt để chúng ta trở lại miền Bắc, chủ động tấn công, tiêu diệt quân giặc. Đúng thế, chúng ta phải nắm bắt lấy cơ hội này. Đầu tiên, tập trung tấn công vào các mục tiêu của quân Nguyên ở khúc sông Hồng chảy qua địa phận Khoái Châu. Chiếm được vùng này, ta sẽ đánh vào Thăng Long. Theo lệnh của Hưng Đạo Dương, Phạm Ngũ Lão đem quân phối hợp với các cánh quân của Trần Nhật Duật, Trần Quốc Cảnh đánh cho giặc đại bại ở Tây Tết, Hàm Tử, Chương Dương, khiến chủ tướng giặc là Thoát Hoang phải bại vía. Tuyên truyền Thoát Hoang phải chui ống đồng để quân lính Thiên mới chạy thoát về nước. Thua bại thảm hại là vậy, nhưng giặc Nguyên vẫn không nản lòng. Năm 1287, giặc Nguyên kéo quân sang xâm lược nước ta lần ba. Cũng như hai lần trước, quân Đại Việt tiếp tục kế sách dường không nhà trống, đồng thời triệt phá quân lương của địch, khiến chúng nhanh chóng phải chuốc lấy thất bại. Thưa chủ tướng, tình mật báo cho biết Phạm Ngũ Lão đã chốt chặn đánh ta ở ải Nội Bàn. Ngươi nói sao? Là tên hổ tướng họ Phạm ư? Dạ, đúng thế thưa chủ tướng. Đụng độ phải hắn thì có 10 mạng này cũng không giữ được. Chỉ bằng cho người thế mạng tiếp tục đi tới cửa Nội Bàn, còn ta thì thoát thân theo hướng khác. Có vậy mới mong giữ được tính mạng. Có mai phục, có mai phục. Phạm Ngũ Lão đúng là không thể xem thường. Ta cứ nghĩ hắn chỉ chặn ở đường chính, không ngờ tất cả các ngã về biên giới hắn đều cử người chốt chặn cả. Lần này hắn nhất định bắt sống ta đi mà. Sau đó Thoát Hoang phải trà trộn vào đám tàn quân mới thoát được về nước và không dám đặt chân lên Đại Việt thêm lần nào nữa. Những năm sau đó, Phạm Ngũ Lão được triều đình tin tưởng giao cho trọng trách dẫn quân trừng phạt sự xâm chiếm của Ai Lao và Kim Thành. Trận đánh nào ông cũng giành chiến thắng, nên được gọi là Dĩ Tướng Bách Chiến Bách Thắng. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, là danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay là thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông có công rất lớn trong cả hai cuộc kháng chiến chống Mộng Nguyên lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288. Ông gắn liền với tích đan sọt bên vệ đường, vì mãi lo về việc nước mà quên cả cơn đau khi bị đâm giáo vào đùi. Đương thời, danh tiếng của ông chỉ xếp sau Hưng Đạo Phương, Trần Quốc Tuấn, người được xem như vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự phong kiến Việt Nam. Nhãn hàng Inoki hân hạnh đồng hành cùng Huyền Cổ Tích.